Chào các bác nhá. Đây em đang test nồi áp suất đây. Đây nhá, con này như vậy là rất là kín hơi này. Nồi áp suất mà không khí hơi xung quanh là kín nhá. Đây xong một cái này. Đây em test con này là con 5 lít rưỡi này, nước đang sôi nhá. Để đẩy cái này vào. Con 5 lít rưỡi này thì nó có cái núm điều chỉnh áp lực ở đây. Số 1, số 2 là mạnh này, số 1 là nhẹ này. Rồi nút xả hơi này. Cái van an toàn này. Một đỏ đỏ bên trong đây nhá. Khi bên trong có hơi nó sẽ phi lên cao. Nó sẽ khóa lại, mình không thể mở được. Đó. Con này cũng vậy này, đây cái đúng an toàn ở đây này. Để em lấy cái gì em chọc nhá, tay nó hơi nó nóng đấy. Đây. Đấy, bên trong có hơi nhá. Áp lực rất là cao. Nó là đu đích từ nhá. Nồi em chưa vệ sinh nhé, bên trong nhìn nó hơi dơ rồi, tí em sẽ vệ sinh sau. Mấy cái bé này dung tích nó khoảng tầm độ 3 lít thôi. Con này do nó rất là đẹp. Rồi. Đây, con này đang ok này, tí em vệ sinh. Đấy, mấy con to thì nó tầm độ 6 lít, 5 lít rưỡi. Đây nhé, nó kín hơi này. Hơi sẽ phi ra ở cái đầu xả hơi ở đây. Khoan xả hơi an toàn của nó. Đấy, cái mắc sờ xung quanh này, hơi không phì nhé. Nói chung là nếu mà hơi phì xung quanh thì không cần phải sờ đâu. Nó sẽ phì rất là to. Và nó sẽ không phì hơi ra được ở đây. Con này thì còn khá là đẹp. Đấy, tem mát còn đầy đủ này. Con này 5 lít rưỡi nhé, đun nước từ. Đây này, 5,5 lít này. Áp suất ở cái mức số 2 nó đạt 100 kPa này. Mức số 1 là 60 kPa. Đó. Đây nhé. Em bạn này số 1 xả bớt hơi ra này. Hơi rất là khỏe nhé. Đó. Hơi rất khỏe nhé. Còn nếu muốn xả hết hơi ra này. Mức xả này. Đó. Hơi rất là khỏe. Ok, con này test ok nhé. Rồi. Đây con này em vệ sinh rồi. Đấy các bác nhìn không? Lau chùi qua thôi. Nói chung là ra rửa xà phòng thôi, các bác đánh sạch sẽ đi. Cái này vết bẩn của nó thôi, người ta để lâu mà. Đấy, chưa vệ sinh nhìn nó rơi như thế này. Vệ sinh rồi nhìn nó bóng đẹp như thế này luôn. Ok, chào các bác nhé. Đây, con này này. Đầu tiên nó phì hơi ở cái lỗ van an toàn. Khi mà có hơi căng một tí nữa sẽ cái van nó sẽ phi cao hẳn lên. Nó sẽ đóng hẳn lại. Đấy, rồi ok nhé.